Bộ phụ kiện đi kèm của một cái áo điều hòa sẽ có cái gì anh em nhá? Đấy, một cái áo điều hòa mà bản độ anh em nhá. Thì nó sẽ có cái gì này? Đấy, đầu tiên thì bao giờ cũng thế thôi anh em, áo điều hòa thì đương nhiên anh em phải có cái quạt đúng không? Đấy, ông nào mới mới xem khi còn nghĩ áo điều hòa là nó lắp con sò nóng lạnh ở trong đúng không? Nhưng mà dòng này nó áo điều hòa nó chỉ trang bị cho anh em hai quạt thôi anh em ạ. Mục đích của cái quạt này là thổi gió nó vào trong cái áo và mồ hôi anh em nó sẽ tự động thành là cái nước để giúp tản nhiệt anh em nhá. Hay gọi là tản nhiệt nước anh em ạ. Thì chính xác hơn áo điều hòa. Đây hai cái quạt anh em nhá. Động cơ không chổi than này. Đấy, bộ combo đi kèm thế này. Cộng cái cáp này. Cái cáp này là cáp chia anh em ạ. Anh em hỏng em chế thoải mái đây. Cắm vào đây. Một đầu cắm vào cục pin. Còn một đầu thì anh em cắm vào cái quạt. Đây nó có rắc cắm anh em nhá. Cắm vào đây này. Đây. Cắm vào đây. Đấy, đây là bộ phụ kiện đi kèm một cái áo điều hòa anh em nhá. Cắm vào đây. Đã tiếp theo nữa không thể thiếu được chính là con sạc anh em ạ. Bởi vì đã dùng thì phải sạc chứ không sạc thì nghẹo. Đúng không? Thì phải sạc thôi. Sạc này sẽ là sạc công suất lớn anh em nhá, không phải sạc thường đâu. Đấy. Và cái nhân vật chính của cái dòng này mà anh em muốn nó bền ý, tuổi thọ gấp 3 lần pin cũ thì anh em phải dùng cái dòng này anh em ạ. Đấy là pin độ anh em nhá. Độ cell dung lượng cao anh em ạ. Đấy dòng pin độ này thì sẽ có đặc điểm hơn cái pin cũ của anh em ấy là nó nhẹ gấp đôi anh em ạ. Đấy. Anh em nhá, nhẹ gấp đôi là cái ok này. Thứ hai là nó sẽ tuổi thọ nó sẽ cao gấp 3 lần pin cũ anh em ạ. Tức là gần như là với cái quả pin này anh em dùng ấy thì là đến lúc anh em bỏ cái áo đi thì quả pin nó vẫn chạy anh em ạ, nó chả làm sao cả. Thế nó mới choáng anh em ạ. Chứ còn bình thường anh em mà dùng các cái dòng khác ấy thì là quả pin nó chưa hỏng. À đâu, quạt này nó chưa hỏng thì pin nó hỏng rồi anh em ạ. Bởi vì áo dùng khi khoảng năm mà hơn 5 2 năm thì là quả pin này nó nghẹo mấy lần rồi, anh em mua mấy lần pin rồi. Mà nó không hỏng hẳn ấy mà là dung lượng nó giảm. Anh em dùng tự nhiên điện nó tụt đi. Đáng nha chạy được 2 ngày, 3 ngày không thì bây giờ chạy được chưa được ngày nửa ngày hết điện rồi, là chán ngay anh em ạ. Nhưng riêng dòng này thì cứ tầm khoảng 2 năm đến 3 năm trở ra là dung lượng vẫn như vậy. Tức là từ cái ngày anh em mua đến cái ngày anh em bỏ đi thì dung lượng nó vẫn thế. Anh em ạ, anh em cắm chạy được 2 ngày thì bây giờ vẫn cứ 2 ngày nó chạy anh em ạ. Đấy là cái điểm rất mạnh của dòng này. Đấy. Còn về tốc độ gió các thứ thì vẫn như vậy thôi. Dòng này thì là anh em dùng em phải kiêng nhá. Kiêng tập bơi anh em nhá. Bảo trước ấy, không nhiều ông ấy tưởng dòng này nó bơi được. Để trong túi áo thôi anh em ạ. Trong túi áo nó có ngăn để riêng em nhá. Anh em để cho mình thôi. Và quả này dùng rất là đã vì nó nhẹ. Còn dòng cũ nó nặng lắm anh em ạ. Nặng không thể cầm nổi anh em ạ. Nhưng dòng này thì nó nhẹ ngon lắm. Thế nó mới đã. Đây. Mấy ông anh thợ xây mà dùng con này thì thôi hết ý luôn. Quá nhẹ và nhỏ. Anh em thấy ok không? Như anh em nào mà pin hỏng này thì gửi về để độ này. Và tốt nhất là đấy cần gửi về anh em mua luôn cục khác cho mình ạ. Bởi vì cái cục pin này này, cục pin áo điều hòa nó đắt tiền quả pin thôi, chứ còn thật ra nó chả có phép luôn anh em ạ. Mạch miếc vỏ miếc có chả có gì cả. Nó đắt tiền là đắt tiền quả pin này. Nên là anh em mà hỏng thì anh em báo luôn để anh gửi về cho cục khác là sau anh em ạ. Chứ cũng chả phải độ đẽo đâu anh em ạ. Đấy cũng không phải bảo gửi pin về để thay đâu anh em ạ. Đấy là cách nhanh nhất và dễ nhất để anh em có thể làm được. Đây, gió thì siêu mát luôn anh em ạ. Lại thổi lạnh người đúng hẳn nào mà gọi áo điều hòa anh em ạ. Mồ hôi nó chảy ra cộng với con quạt này thổi vào lướt thì đúng là áo điều hòa.